Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Viti Rouge. Et voici un autre épisode pour la série Français en ligne. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Viti Rouge và đây là tập tiếp theo trong série tiếng Pháp online dành cho trình độ A2 B1. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.vitirouge.com ou notre recueil auditoire avec beaucoup d'indications en vietnamien qui vous aident à apprendre le français. Các bạn có thể truy cập website www.vitirouge.com hoặc là theo dõi bộ ấn phẩm học đi thôi. Trong đó sẽ có một số cách chỉ dẫn bằng tiếng Việt để giúp cho các bạn học tiếng Pháp thuận lợi hơn. Ou aussi, reste contact avec nous sur Instagram ou sur Facebook. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi Vitirouge trên các mạng xã hội như là Instagram hoặc là Facebook. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un autre site web parce qu'avec cette série, on va toujours présenter des sites intéressants pour votre vie d'étudiant en France. Đối với série này thì các bạn có thể hình dung trước mỗi tập là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái website nào đó mà cần thiết cho việc du học hay là cho cái cuộc sống du học sau này của các bạn. Nếu như là sau này các bạn là du học sinh ở Pháp thì có thể có một lần vài lần các bạn sẽ ghé qua những cái website theo kiểu như thế này. Aujourd'hui pour cet épisode 4, je vais vous présenter un site pour acheter des livres d'occasion. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái website mà trên đó các bạn có thể mua được sách cũ. C'est sûr qu'on peut acheter des livres si c'est d'occasion, donc les livres moins chers. Chắc chắn là nếu mà chúng ta mua sách cũ thì giá sẽ mềm hơn, rẻ hơn rất nhiều so với sách mới. En fait, le livre, ce n'est pas moins cher. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de solde pour les livres. Các bạn để ý là sách ở Pháp tiếng này cũng đắt đó. Và sách ở Pháp thì không có giảm giá. Giống như là mỗi lần các bạn lên Tiki hay Shopee các bạn thấy có giảm 50-30% sang sách giá rẻ. Nhưng mà ở Pháp thì chắc chắn là sách thì sẽ không phải là một mặt hàng giảm giá. Jamais. Parce que le livre est un produit un peu, on peut dire, produit sacré dans la culture française, avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de lois qui dominent, qui imposent des règles spécifiques pour ce marché. Các bạn biết là sách ở Pháp thì nó là một cái mặt hàng mà tương đối đặc biệt, một trong những cái mặt hàng mà được đặt cách. Nhưng mà đặc cách ở đây là với một số những cái yêu cầu, những cái quy chuẩn về luật lệ sát sao, siết sao hơn so với lại những cái mặt hàng khác. Pourquoi ça? Parce que en fait la loi voudrait protéger les auteurs, les maisons d'édition, les vendeurs aussi, et pour assurer une diversité de choix pour les lecteurs. Như vậy thì những cái giải pháp về luật pháp mà để thắt chặt và chính phủ Pháp áp dụng những cái chính sách đó nhằm mục đích để bảo vệ, thứ nhất là tác giả, bảo vệ quyền lợi của tác giả và các nhà xuất bản. Đồng thời thì nhờ đó khi mà không có áp lực cạnh tranh quá lớn thì như vậy thì sẽ bảo đảm là các cái nhà sách tiếp tục phát triển. Thì đối với lại người tiêu dùng thì nó có một cái lợi là sẽ được đa dạng hóa các cái lựa chọn. En fait, avec le prix unique, donc vous pouvez chercher les livres de n'importe où, sur les sites ou dans les magasins. Ở đây tất nhiên là mình nói về sách mới. Nếu như mà sách mà có một giá đồng nhất thì các bạn thấy là lên mạng mua hay là ra một cái cửa hàng nào đó mua thì giá đều như nhau và các bạn rất là thoải mái trong việc lựa chọn. C'est tout à fait différent si on compare avec la situation au Vietnam. Donc parfois vous entrez dans une librairie, si vous consultez sur un site web ou sur une application comme des applications d'e-commerce comme Tiki, comme Shopee, comme Lazada et vous trouvez que le prix est moins cher, peut-être vous laisse le livre dans la librairie pour acheter après avec le prix moins cher. Như vậy thì chẳng hạn như khi các bạn ra nhà sách ở Việt Nam đi, nhưng mà các bạn thấy cuốn sách đó, rồi sau đó các bạn xem giá ở trên các cái sàn thương mại điện tử và các bạn thấy ở trên đó giá rẻ hơn thì có thể các bạn sẽ bỏ cuốn sách xuống và để về nhà mua. Và như vậy thì sách ở nhà sách rất là khó bán. Pas de chance pour trouver des livres nouveaux moins cher. Như vậy thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội mà để tìm được những cuốn sách mới mà giá rẻ. Donc en fait, ça dépend des auteurs, ça dépend des maisons d'édition ou ça dépend des types de livres que vous souhaitez acheter. Thì tất nhiên là đối với các cái loại sách mà các bạn muốn mua thì nó còn tùy vào tác giả, còn tùy vào nhà xuất bản, còn tùy vào loại sách thì cái mức giá nó sẽ khác biệt.
Mais pourtant, par exemple, avec un étudiant, donc le livre, donc c'est assez important. Tout d'abord, on va chercher à la bibliothèque. Donc à la bibliothèque, soit la bibliothèque de l'université de votre établissement ou la bibliothèque municipale, c'est-à-dire de notre ville ou de notre quartier. Thì trên thực tế là ví dụ như khi các bạn muốn tìm sách, thay vì chúng ta phải mua sách thì chúng ta sẽ trả phí thư viện và sau đó các bạn có thể đến thư viện mượn sách, chi phí tài liệu cho việc học tập nó sẽ giảm đi được rất là nhiều. Và các bạn có ngoài thư viện ở trường học nha, thư viện ở cái cơ sở mà mình học, thì ngoài ra còn có thư viện của thành phố, thư viện của khu phố. Như vậy các bạn có rất nhiều lựa chọn nếu các bạn tìm được một cái chỗ nào đó phù hợp. Pour parler de la vie d'étudiant en France, donc la plupart du temps, on est dans la bibliothèque. Ví dụ như khi mà kể về cuộc sống du học sinh thì gần như phần lớn thời gian, nếu các bạn thực sự là đi học, thì phần lớn thời gian thì sẽ ở trong thư viện. Ở thư viện để tìm sách, ở thư viện để đọc sách, làm bài. Et il y a aussi, pour chaque établissement universitaire, il y a aussi des bibliothèques numériques ou des sources de consultation en ligne. Tất cả các cái trường đại học ở Pháp thì các bạn còn có một cái tài khoản để có thể truy cập vào một số các cái website. Mà trên thực tế là nếu như các bạn không phải là sinh viên, không có qua liên kết của trường thì cái chi phí tra cứu hàng năm nó sẽ rất là đắt. Par exemple, avec les étudiants de droit, donc les livres, c'est un grand problème parce que chaque année, il y a beaucoup de changements et si on prend un code ancien, donc ça ne marche pas, il faut consulter des sources de consultation tout à fait adaptées, tout à fait récentes. Chẳng hạn đối với sinh viên ngành luật, thì cái việc mà tra cứu tài liệu nó rất là phức tạp và hơn nữa là luật thì nó thay đổi theo từng năm. Thế nên thì về việc là mua một cuốn sách đi, hay là mua một cuốn code, hay là tra cứu những cái tài liệu mà có sẵn, thì đôi khi nó cũ quá và nó không cập nhật được các cái thông tin mới nhất. Thì như vậy có rất nhiều trường hợp thì phụ thuộc rất là lớn vào cái nguồn tư liệu online, thông tin là mới nhất và chắc chắn bảo đảm đúng nhất, đúng quy định hiện hành. Une des belles images de la France, c'est des bouquinistes, par exemple des bouquinistes tout au long de la Seine ou dans quelques villes, il y a des vieux quartiers où on vend des livres d'occasion. Thực tế là ở các cái thành phố Pháp và không riêng gì Pháp mà các cái thành phố châu Âu thì có một cái hình ảnh rất đẹp là những cái tiệm sách cũ hay là những cái tiệm sách hay là những cái hiệu sách mà chẳng hạn như ở Paris các bạn có những cái hiệu sách dọc sông Seine, hoặc là ở Lyon các bạn cũng có những cái hiệu sách mà dọc sông Saône, rồi hoặc là ở một số các cái chỗ khu phố cổ các bạn thấy một số các cái tiệm sách. Il y a des librairies très très impressionnantes, c'est digne de prendre beaucoup de photos. Ví dụ như là có các cái tiệm sách thì nó rất là đẹp, trang trí rất đẹp ngây ngất, rất là ấn tượng. Và các bạn nhìn thấy là các bạn sẽ muốn chụp hình ngay. Mais faut faire attention parce que parfois vous n'avez pas le droit de prendre des photos à l'intérieur de la librairie parce que c'est interdit. Les vendeurs ne vous permettent pas de prendre des photos dedans de la librairie. Với một số các cái tiệm sách mà đẹp, đẹp ngây ngất, đẹp ấn tượng, các bạn cũng cần phải cẩn thận trong việc chụp hình bởi vì đôi khi chủ tiệm sách họ không muốn người khác chụp hình. Tức là những cái không gian thiết kế nội thất của họ bị sao chép. Donc il faut faire attention. Vous pouvez prendre des photos à l'apparence de la façade, donc ça c'est les parties publiques, donc on n'a pas le droit d'interdire, mais si à l'intérieur de la librairie, donc il faut faire attention. Nếu như mà chụp hình thì các bạn có thể chụp bên ngoài, vì bên ngoài chẳng hạn như là mặt trước của cái tiệm thì nó nằm trong cái khu phố đó, trong cái bối cảnh chung thì hoàn toàn là ok, không có vấn đề gì cả, bởi vì đó là không gian công cộng. Nhưng mà ví dụ như là bên trong đi thì các bạn cần phải để ý, rất để ý. Mais par exemple, si vous entrez dans les librairies pour chercher des livres d'occasion, parfois il n'y a pas des œuvres que vous souhaitez acheter. Đôi khi là khi các bạn xem vào các cái tiệm sách mà ở trong thành phố á, thì đôi khi các bạn không tìm được những cái cuốn sách mà các bạn cần tìm. Par exemple des manuels ou par exemple des livres plus récents que vous voulez acheter tout de suite ou des livres pour apprendre de la langue. Ví dụ như khi mà các bạn vào các cái tiệm sách cũ thì
ở đó nó phục vụ cho người dân, tức là tìm những cái tác phẩm. Đôi khi ở các cái tiệm sách cũ thì các bạn không tìm được những cái tên tuổi mà các bạn muốn, hoặc là những cái sách mà mới xuất bản, là họ sẽ bán những cái sách mà hơi hàn lâm, hơi khó tiếp cận đối với người nước ngoài một chút. Hoặc là ví dụ khi các bạn tìm ở các cái hiệu sách cũ thì rất là khó để tìm được giáo trình nè, hay là tìm các cái sách để học ngoại ngữ. Voilà, c'est pourquoi pour les étudiants, c'est mieux de chercher tout d'abord sur les sites internet. Et en fait, sur les sites internet, vous pouvez trouver pas mal de choix pour les manuels. Pour la livraison, c'est simple. Parfois, c'est gratuit. Ví dụ như là tìm sách mua trên mạng thì đôi khi là, thì tất nhiên là nó sẽ là tiện lợi rất là nhiều. Các bạn có thể tìm được chính xác là tên nhà xuất bản, rồi các bạn có thể so sánh giá, rồi hơn nữa là việc giao hàng thì đa số là sẽ là miễn phí. Ici, je vous présente Momomox Shop. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn trang web là Momomox Shop. Il y a aussi d'autres sites, par exemple Price Minister. Ví dụ như có một số trang web khác như là Price Minister, cũng là trang mà trên đó các bạn có thể tìm thấy sách cũ, hoặc là các bạn có thể tìm trên Google, các bạn gõ một dòng là livre d'occasion achat en ligne thì các bạn có thể tìm được rất nhiều cái gợi ý về các cái website. Thì tùy vào cái đánh giá, các bạn nên xem kỹ các cái đánh giá, mức giá, rồi so sánh các cái nội dung bên trong đó, rồi các bạn có thể tùy chọn. Il y a aussi sur Amazon ou certains d'autres magasins en ligne comme Fnac. Đối với một số các cái trang của các cái nhà xuất bản hoặc là trên một số các cái trang bán hàng online như là Fnac chẳng hạn. Fnac là một cái thương hiệu như là FPT Shop ở Việt Nam hay là Thế Giới Di Động ở Việt Nam. Tức là họ bán rất là nhiều sản phẩm, trong đó bao gồm cả những cái sản phẩm về văn hóa nghe nhìn, có cả sách. Momox Shop, c'est un site qui est très recommandé récemment. Momox Shop là một cái trang bán sách cũ mà được đánh giá cao, được giới thiệu, được đề xuất rất nhiều gần đây, thời gian gần đây. Mais comme je vous ai dit que avec les sites, je vous présente tout d'abord le service et ensuite c'est à vous de chercher le site qui vous convient. Chủ yếu là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hình thức cái website. Như vậy có rất nhiều cái website nó sẽ đi theo cái motif cung cấp cái dịch vụ hay là có đề xuất các cái sản phẩm tương tự. Và như vậy các bạn có thể tùy chọn cái trang web nào phù hợp với mình. Tout d'abord, vous allez voir sur la page d'accueil du site, il y a tout d'abord la liste des types de livres ou des genres de livres. Đầu tiên khi các bạn xem ở trên cái website, các bạn sẽ thấy một cái cột rất dài, đó là các cái thể loại sách. Par exemple, roman et littérature. Roman littérature là sách văn học, sách tiểu thuyết. BD, BD c'est-à-dire c'est bande dessinée. Bande dessinée. BD viết tắt của chữ bande dessinée là truyện tranh. Nhưng truyện tranh này của các cái tác giả châu Âu sáng tác. Như vậy thì thường cái cuốn truyện tranh của châu Âu thì nó rất là to. Nó to cỡ khoảng giấy A4 và bìa cứng. Một số các cái truyện của châu Âu mà nổi tiếng, hoặc là của Pháp hoặc là của Bỉ, như là Tintin nè, hoặc là như là Asterix. Et manga, manga c'est-à-dire des bandes dessinées japonaises. Manga là truyện tranh Nhật Bản. Enfant, c'est-à-dire des livres de lecture, des contes pour les enfants. Enfant là sách dành cho trẻ em, như là sách kể chuyện, sách truyện cổ tích. Santé et bien-être, dans lequel on va parler de la santé, des maladies, des médicaments. Trong sách về santé, về bien-être thì người ta sẽ giới thiệu cho các bạn về thuốc, về các cái bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, etc. Et pour la littérature, on va diviser en deux types, littérature française et littérature étrangère. Đối với văn học thì người ta sẽ chia nhỏ ra nữa là văn học Pháp và văn học nước ngoài. Roman policier, des livres qui racontent des histoires d'aventures avec des polices, avec des voleurs, etc. Roman policier là tiểu thuyết trinh thám, có cảnh sát, có công tố, có thám tử, có tội phạm. Fantastique ou science fiction, c'est-à-dire des livres sur les Superman ou des contes de fées pour les adultes ou des histoires, des sagas. Ví dụ như fantastique và science fiction là chuyện giả tưởng, chuyện huyền hoặc, huyền thoại. Scolaire, c'est-à-dire des livres pour les études.
scolaire, mon sac de học, giáo trình, sách giáo khoa. Livre en anglais, c'est la langue. Livre en anglais, là, sac tiếng Anh. Sciences humaines, c'est-à-dire histoire, géographie, etc. Sciences humaines, khoa học nhân văn, rồi ví dụ như là về triết học, lịch sử, địa lý, adolescent, médecine, thrillers, cuisine et d'autres catégories. Ngoài ra, các bạn còn có một số các cái tùy chọn sách khác như là sách cho tuổi thiếu niên, rồi sách y học, rồi sách truyện giết người kinh dị, hay là sách về ẩm thực, công thức nấu ăn, etc. Người ta hay gọi là livre de poche, tức là những cái sách bỏ túi á, thì nhỏ, nó nhỏ thường trong khoảng một nửa cái màn hình iPad hay là to hơn cái điện thoại của chúng ta một chút. Donc tout d'abord, pour acheter des livres sur ces sites, il faut créer un compte. Donc avec le compte, vous allez fournir l'adresse email, mot de passe ou civilité, c'est-à-dire vous êtes femme ou monsieur, prénom, nom, numéro de rue. Donc ça, parfois c'est facultatif, donc c'est pas d'appel de donner. Il faut bien penser qu'après, il faut avoir la bonne adresse pour faire la livraison. Các bạn để ý là trong đây thì có những thông tin thì nó chỉ là mang tính là người ta gọi là facultatif, tức là tùy bạn, các bạn có thể tùy chọn, được tùy chọn, không mang tính bắt buộc. Nhưng mà ví dụ các bạn nên điền chính xác thông tin như tên, tuổi, địa chỉ, kể cả mã bưu điện, rồi thành phố, để bảo đảm là các bạn đặt sách xong thì người ta có một cái địa chỉ đúng để giao tận nhà cho các bạn. Je fais un exemple, le DEF B2, et vous cherchez des livres ici. Comment ça change entre le prix original et le prix du livre d'occasion? Parfois, le livre d'occasion, ça change avec l'année d'édition. Mình nói cho các bạn một ví dụ, đi tìm sách B2, luyện thi B2 ở trên cái website này, các bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, rồi cái tình trạng sách. Alors ici, il y a aussi des vendeurs professionnels et des particuliers. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có những cái người bán, họ là những cái hiệu sách, tức là những cái đại lý bán sách cũ thông qua một số các cái nhà xuất bản, họ có một số các cái kênh phân phối sách cũ, hoặc là từ các cái cá nhân, tức là họ chỉ có một vài cuốn sách và họ muốn đem lên đây bán. Như vậy cái giá thì nó có thể thay đổi tùy thuộc cái năm xuất bản. Cách nay mà nếu mà cách nay 5-10 năm thì như vậy cái mức giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà xuất bản năm ngoái, năm kia gần đây còn rất là mới, với các cái bản cập nhật thì có thể nó sẽ đắt hơn. Si vous voulez acheter le livre, donc vous cliquez sur le bouton ajouter au panier. Nếu các bạn muốn mua sách thì các bạn có thể bấm vào nút ajouter au panier. Il y a aussi des critères de sélection, par exemple l'état du livre, comme bon état, acceptable, ou la tranche de prix, par exemple 2 à 5 euros, 5 à 10 euros, ou plus de 10 euros, ou avec la taille du livre, comme poche, brochet, etc. Các bạn có thể chọn sách theo một số các cái tiêu chí như là tình trạng sách này, tốt hay là không tốt hay là tạm chấp nhận được. Tất nhiên là các bạn cũng nên để ý vào mức giá nữa. Thì nó sẽ dao động từ khoảng nào các bạn có thể chọn lựa từ 2 tới 5 euro, từ 5 tới 10 euro hoặc là đắt hơn. Rồi các bạn có thể chọn theo size, tức là size của cái cuốn sách. Ví dụ như sách bỏ túi thì nó rất là nhỏ, nhưng mà có sách dưới dạng là bìa cứng, bìa dày. Et je présente enfin quelques avis de retour de certains utilisateurs sur ce site. Et nếu các bạn muốn sử dụng một cái dịch vụ thì mà vẫn nên là xem qua một lượt một số các cái đánh giá. Thì ví dụ như ở đây thì mình có trích lại cho các bạn một số các cái đánh giá khi mà họ trải nghiệm mua sách qua các cái website này. Thì đối với một số các cái website khác thì họ có thể là có đánh giá về cái người bán, hoặc là có thể đánh giá trên cái sản phẩm. Thì chủ yếu là đánh giá chung về cái dịch vụ của website. Il y a des personnes qui donnent 5 étoiles, mais il y a aussi 1 étoile. Ví dụ các bạn thấy ở đây có người vote 5 sao, cũng có người vote có 1 sao. Par exemple, une étoile, mais premier achat, le livre est arrivé en mauvais état. J'ai payé 8,50€ pour le renvoyer. Est-ce que je serai remboursé de ces frais supplémentaires?
Mettez le livre dans une boîte en carton, pas une enveloppe à bulles. À, ví dụ như có một người đây họ trồng màu sao và nói là đây là lần mua đầu tiên của tôi và cái cuốn sách nó đến nhà tôi á thì tình trạng nó rất là tồi tệ. Tôi đã trả 8,50 trả cái phí bưu điện thì ông này ông đang không biết là không ông có được bồi thường không để sách được cuộn ni lông mà bong bóng á, thì làm cho cái cuốn sách nó không được giữ nguyên vẹn cái form của nó. Và ở đây thì ông muốn là nếu lần sau mà bán sách cho tôi á thì gửi sách vào những cái thùng các tông giùm tôi. Cũng có những cái người mà họ đưa ra những cái nhận xét rất là ngắn, họ vote 5 sao vì họ rất hài lòng, không có gì để chê cả. Rien à reprocher, không có gì để chê. Très bonne expérience, một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Ok, comme toujours, lần nào tôi lên đây mua thì cũng ok hết. Parfois il y a des mots très très courts, ce sont des abréviations. Đôi khi các bạn thấy có những cái từ viết tắt nó rất là ngắn, như là RAS, c'est-à-dire rien à signaler. Vậy đôi khi các bạn thấy có một vài từ viết tắt ở trong tin nhắn, ở trong những cái review. Chẳng hạn như trong trường hợp này, các bạn có thể lên Google gõ là RAS, que signifie? Thì các bạn sẽ thấy những cái gợi ý đáp án là người ta giải thích cho các cái cụm viết tắt đó là gì. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc, j'espère que vous venez de découvrir un autre site utile, nécessaire pour votre expérience d'études en France. Mình hy vọng là với cái website này thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm thú vị hơn và hiện đại hơn cho cái quá trình du học Pháp của mình. Merci beaucoup de votre attention. À vous abonner si vous aimez cette série. Các bạn có thể đăng ký kênh nếu các bạn thích series này để có thể theo dõi các tập tiếp theo. Merci de votre attention et à la prochaine fois sur notre chaîne podcast de Viti Rouge. Bonne journée. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên kênh Viti Rouge. Merci, au revoir.